Ngày 23, Đức Mẹ Van Vanker, Tây Ban Nha. Những ngày thứ bảy nào không thuộc các bậc lễ đều được giáo hội dành riêng để tôn kính Đức Maria. Như vậy, tuần lễ được Chúa khởi đầu vào Chủ nhật và được Đức Mẹ kết thúc vào thứ bảy. Chúng ta cũng hãy khởi đầu bằng ơn soi sáng của Chúa và kết thúc bằng việc tận hiến cho Đức Mẹ đồng trinh. Như người con hàng ngày ra đi lo toan phận sự và tối đến trở về bên mẹ. Như vậy, chúng ta sẽ sống một cuộc đời cho Chúa với những công việc được người soi sáng và hoàn thành và được mẹ diễm phúc hiến dâng lên ngai tòa trên trời. Mẹ rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Đức ông Joseph B. Lux.